Kính thưa quý vị và các bạn, ban truyền thông chúng tôi đang có mặt tại họ Đồng Nguyên, giáo sư truyền tin hôm trong ngày lễ Quan Thầy. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.
Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng đoàn để giáo hội bước vào Chúa Nhật thứ hai, mùa vọng phục vụ lâm xê. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy dọn tâm hồn để đón Chúa đến. Dọn tâm hồn để đón Chúa đến có nghĩa là phải biết uốn mình theo lời Chúa và sửa con đường để Chúa đến với mình. Đó là con đường thẳng mà lời ngôn sứ Gioan tẩy giả hôm nay nhắc lại lời ngôn sứ Isaiah trước đây để mời gọi mỗi người chúng ta sống tâm tình chờ đợi không chỉ của người Israel mà của chúng ta và giáo hội hôm nay. Và để đón mừng Chúa đến, chúng ta phải biết san phẳng những đồi và uốn cho ngay, đừng để vòng co theo cái sự của người đời, để rồi chúng ta trở nên sống thánh thiện. Và nếu như hôm nay chúng ta đặt Chúa Nhật thứ hai mùa vọng trong sự chờ đợi, tin yêu và hy vọng, thì họ giáo hôm nay trong ngày lễ mừng Thánh Quan Thầy Đức Maria là một mẫu gương về Kitô hữu tuyệt hảo trong đời sống đức tin và với tước hiệu vô nhiễm, nói lên tâm tình của chính Chúa Nhật thứ hai. Xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria ban cho mỗi người chúng ta luôn biết nói lời xin vâng và tín thác vào Chúa như chính mẹ đã đi và đã tín ngưỡng lời, và đó là lời mời gọi và mẹ ban lời mỗi người chúng ta. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta dùng lòng sáng hối để xin ơn Chúa tha thứ và bước vào thánh lễ. Tôi du nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã con tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều biết sau, nơi đời tôi, nơi đời tôi, nơi đời tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin thương bà Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các quanh và anh chị em cần cầu cho tôi trước hòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin đi thương bà lắng đương do ta tội và thân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xưa chúng bị quân tù áp giải vài đời ngươi.
Chúa đã ra lệnh phải bạt thất núi cao và gò đồng có từ lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu để Israel tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa. Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ tỏa bóng che được Israel, vì Thiên Chúa sẽ dẫn Israel đi trong ngoan lạc dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa. Tuy nhiên, hiện đại hạnh phúc ấy không may đã khép lại.
tại với nguyên tổ, vì ông bà đã phạm tội xa lánh Thiên Chúa, đánh mất địa đàng, con người mất luôn hạnh phúc được chia sẻ sự sống thân mật và vĩnh hằng với Thiên Chúa. Cái chết đã trở nên một bản án chí tử mà mọi người sinh ra trên trần gian này đều phải trải qua. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn con người phải vùng vẫy chìm đắm trong tội. Thiên Chúa đã bỏ lời và đến với con người, chỉ cho con người được tiến về nước trời, hưởng sự sống đời đời với Ngài. Nhưng để con người được hưởng sự sống đời đời với Thiên Chúa, nhận ra tình yêu của Thiên Chúa ban tặng, thì con người phải biết trở về hay quay lại với Thiên Chúa. Con đường trở về không gì khác, đó là người bỏ muốn được chúng ta hãy biết sám hối, xin ơn tha thứ của Thiên Chúa và từ bỏ con đường tội lỗi. Sám hối là một hành động để chúng ta gột rửa tâm hồn của mình, để chúng ta sống hợp với thánh ý Thiên Chúa, để từ đó chúng ta đem lại sự bình an của nội tâm và đem lại sự liên đới giữa mình với người khác và ngay chính trong bản thân của mình. Và điểm thứ hai, sám hối là đổi mới con người mình, đổi mới bản thân của mình. Sám hối là con người nhận ra những sai sót của mình, nhận ra những khuyết điểm của mình. Khi nhận ra những sai sót, nhận ra những khuyết điểm của mình, con người có thể sửa đổi chính bản thân của mình. Sám hối là cho chúng ta lúc nào cũng tỉnh thức chờ đợi Chúa đến, như đứa trẻ luôn luôn biết chờ đợi người cha người mẹ của mình họ khi đi xa. Mỗi cá nhân ai cũng có những tật xấu, ai cũng có những khuyết điểm, ai cũng có những vị kỷ kiêu căng, ai cũng có những tham lam đố kỵ và ghen ghét, ai cũng có những sự lười biếng và hèn nhát. Xã hội nào cũng có những bất công, có những lạm quyền dung quyền bính, có những hủ tục, những lệ đoan. Những điều ấy làm cho con người đau khổ, trì trệ, không phát triển. Sám hối là tìm cách để sửa đổi, là để cho chúng ta trở nên tốt lành hơn, để cho chúng ta sống thánh thiện hơn, để cho chúng ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa hơn. Và cuối cùng, sám hối là làm mới lại tinh thần của chính mỗi người chúng ta. Làm mới lại tinh thần cũng có nghĩa là chúng ta hãy cách tân đời sống, thay vào não trạng cũ để đổi mới, để đổi lấy một tâm tình mới, để tìm thấy một hướng đi mới, để có những cách hành động mới. Tinh thần mới đó được Thánh Gioan đã chỉ ra cho mỗi người trong thời đại của Ngài và cũng như thời đại của mỗi người chúng ta. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm thì phải san cho phẳng. Thung lũng ở đây là những tham lam ích kỷ, những nhà hòi nhỏ nhen. Thung lũng ở đây là những gì chỉ biết thu lại cho chính mình, cho gia đình mình mà loại bỏ cá nhân của mình. Uốn cho ngay những quanh co chính là thái độ và việc là tránh những việc làm gian dối lừa đảo. Mặt khác phải san cho phẳng những núi đồi của sự kiêu căng và tự mãn, bởi nhìn lại tất cả những gì chúng ta có đều do một ân ban của Thiên Chúa chứ chẳng phải do tài sức của chính mình. Thiên Chúa chống lại sự kiêu căng và nâng đỡ những người khiêm nhường, phải bạc cho thẳng những hồ về đổi đó của bất công, bất chính và bất nhân, để chúng ta xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Kinh thưa cầu toàn phục vụ, mùa vọng là mùa mong chờ Chúa đến. Chúa đã đến lần thứ nhất thực thi đem đại ơn cứu độ cho con người. Đồng thời, mùa vọng cũng còn là mùa để chúng ta mong đợi Chúa đến lần thứ hai. Nhưng để Chúa đến lần thứ hai không khỏi bất ngờ, chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Thánh Gioan hôm nay là thể hiện lòng sám hối chân thành, chính là phải lấp thật đầy những hố sâu ngăn cách bằng sự quan tâm, sự chia sẻ với những người bất hạnh, những người khổ đau, những người yếu đuối. Sang phẳng đến với những người bé mọn, kém may mắn để nâng đỡ họ,
yêu thương và lắng nghe họ. Hãy luôn trung thành với lương tâm và đứng về phía sự thật, dẫu có phải bị thiệt thòi, bị hy sinh. Đừng bao giờ đứng về sự bất công, đừng vì lợi nhuận trước mắt mà bán đứng bản thân của mình, bán đứng anh em đồng loại của mình. Đồng thời cũng đừng bao giờ lên án sự bất công với người khác, và hãy ý thức những giới hạn của bản thân mình để cần thêm ơn Chúa trợ giúp và trợ lực. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, nhất là mọi người trong giáo hội Đồng Nguyên, luôn biết chuẩn bị con đường tâm hồn của mình để trở nên trong sạch, để trở nên thanh thang nhờ gạt bỏ những vận động của tham lam, của ích kỷ, của gian dối, của kiêu ngạo, và hãy loại trừ tất cả những gì làm cản bước tiến của giáo họ, cản hành trình trên con đường làm con cái Chúa, để đồng nghĩa là cùng, nguyên nghĩa là phát triển, nhưng không mất đi bản chất, không mất đi cái cốt lõi, không mất đi cái căn tính của người Kitô hữu, mà cốt lõi căn tính của người Kitô hữu đó là yêu thương. Bởi chỉ có sự yêu thương, người ta sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy. Hãy biết tha thứ, hãy biết chia sẻ, và nhờ sự tha thứ, chia sẻ và yêu thương ấy, chúng ta xứng đáng đón Chúa đến ngự trong đêm Giáng sinh và trong ngày Thánh Chung của mỗi người. Xin mẹ Maria luôn đồng hành với mọi người trong giáo hội chúng con, để chúng con cũng vô nhiễm những thói hư tật xấu của thói đời, để chúng con xứng đáng là con cái của mẹ. Amen. Xin cùng bạn đứng lên tuyên xưng trước tiên. Tôi tin kính một Thiên Chúa. Đồng nguyên vinh hoan mừng lễ kính đức mẹ quan thầy của mình, chúng ta
chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời cầu xin. Hội thánh có sứ mạng thêm con cái cho Chúa là các tín hữu khắp toàn cầu. Chúng ta hiệp lời cầu cho hội thánh luôn được Chúa thương gìn giữ, thánh thiện, tinh tuyệt để chu toàn sứ mạng Chúa phú ra. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngay từ lúc đầu thai trong lòng mẹ, Đức Maria đã được Thiên Chúa cho khỏi nguyên tội nguyên tử để xứng đáng làm đền thiêng cho con Chúa ngự. Chúng ta hiệp lời cầu xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta giữ mình sạch tội hơn để được Chúa ngự vào trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mẹ đã đạp nát đầu con rắn, đã chiến thắng ma quỷ và tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin mẹ phù hộ các Kitô hữu biết noi gương mẹ, gan dạ chiến thắng các mưu trước cám dỗ của ma quỷ và của xác thịt thế gian. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mẹ đồng công cứu chuộc với Đức Giêsu, con mẹ, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người tham dự thánh lễ hôm nay. Đặc biệt những người con cái mẹ trong giáo họ Đồng Nguyên biết theo chân mẹ, hàng ngày vác thánh giá theo Chúa để hiệp công cứu rỗi với Chúa. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã gìn giữ Maria khỏi nguyên tội để xứng đáng kêu thì biết ăn năn thống hối, người hàng sống và hiền trinh.